Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những tấm bìa cắt tông và những tờ giấy màu thủ công để tạo thành một tác phẩm trang trí treo tường có gam màu xanh kết hợp với những tờ giấy có gam màu đỏ. Và sau đây mời tất cả các bạn cùng mình bước vào video chi tiết. Và như đầu video mình đã giới thiệu thì trên bàn của mình đây là một tấm bìa cắt tông có kích thước đó là 11,5cm như thế này. Sau khi mà mình đã vừa chuẩn bị xong được một tấm bìa cắt tông như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ đặt tấm bìa cắt tông của mình sang một bên và mình sẽ sử dụng một tờ giấy có gam màu xanh như thế này để chúng ta có thể tạo thành được một bông hoa. Đầu tiên thì mình sẽ cần phải chuẩn bị ở đây đó là một tờ giấy có kích thước là 21 nhân với 21cm như thế này. Sau khi mình đã chuẩn bị được một tờ giấy như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ gập chéo tờ giấy của mình lại. Sau khi đã gập chéo xong thì mình sẽ đặt cái tờ giấy của mình gập đôi hình tam giác. Sau khi mình đã vừa gập đôi xong thì mình sẽ ấn vào chính giữa trung tâm của tờ giấy như thế này. Bây giờ thì mình sẽ chia tờ giấy của mình ra làm 3 phần đều nhau để làm sao cho những tờ giấy của mình được chia thành những cái 3 phần đều nhau như thế này. Bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh một chút để cho kích thước của những tờ giấy được đều với nhau hơn nha các bạn. Và như vậy là mình đã vừa điều chỉnh được cái phần tờ giấy của mình và chia tờ giấy của mình ra làm 3 phần đều nhau như thế này rồi. Sau khi mình đã chia tờ giấy của mình ra làm 3 phần đều nhau thì mình sẽ tiếp tục gập đôi tờ giấy của mình lại. Sau khi đã gập đôi xong như thế này, sau khi mình đã gập đôi lại như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng bút chì và phác họa cánh hoa của mình lên phía bên trên tờ giấy của mình như thế này. Mình sẽ phác họa ở phía trên này thì là những cánh hoa nhọn. Sau đó thì mình sẽ phác họa tròn những cánh hoa của mình ở phía bên dưới. Và sau khi mà mình đã vừa phác họa xong thì bây giờ mình sẽ sử dụng kéo. Sau đó thì sẽ cắt theo những cái đường chì mà mình đã phác họa lên phía bên trên tờ giấy này. Cứ tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt ở phần đối xứng và như vậy là mình đã vừa tạo ra được một cái tờ giấy những cánh hoa đều nhau như thế này. Sau khi mình đã cắt được những cánh hoa đều nhau thì bây giờ mình sẽ mở tờ giấy của mình ra và tiếp tục cắt ở phần nữa còn lại. Sau khi mình đã cắt xong thì chúng ta sẽ tạo ra được một bông hoa 6 cánh với kích thước to như thế này. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt gập những cánh hoa của mình, gập đôi những cánh hoa của mình lại như thế này. Và như thế này là các bạn có thể thấy những cánh hoa của mình được gập rất là đều nhau. Tương tự thì đây sẽ là những cánh hoa kế tiếp. Và như vậy là mình cũng đã gập sắp hoàn thiện xong được 6 cánh hoa của mình rồi. Đây sẽ là cánh hoa cuối cùng được mình gập lại. Và như vậy là mình đã vừa gập xong được một bông hoa với gam màu xanh. Sau khi bông hoa với gam màu xanh đã được mình hoàn thiện xong thì bước tiếp theo mình sẽ tiếp tục sử dụng một tờ giấy có gam màu xanh. Và tờ giấy này của mình thì sẽ có kích thước là 5 x 5cm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ gập để làm sao tờ giấy của mình tạo thành một chiếc ống loa để trang trí lên phía bên trên của bông hoa có gam màu xanh của mình. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được một bông hoa có một cái chiếc loa có gam màu xanh như thế này. Và ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị được rất là nhiều những chiếc loa có kích thước và cách làm tương tự. Sau khi mà những chiếc loa đã được hoàn thiện thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những bông hoa để chúng ta trang trí lên phía bên trên của phần cái loa của mình. Và mình sẽ sử dụng gam màu đỏ. Và để làm được bông hoa ở chính giữa thì mình cần phải chuẩn bị một tờ giấy với kích thước là 5 x 5cm như thế này. Ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cắt để tạo thành một bông hoa 6 cánh. Bây giờ thì mình sẽ đặt tờ giấy của mình vào trung tâm như thế này. Sau đó thì mình sẽ gập để chia tờ giấy của mình ra làm 3 phần bằng nhau. Và đối với cánh hoa 6, đối với bông hoa 3 6 cánh này thì mình sẽ sử dụng bút chì để phác họa những cánh hoa tròn lên phía bên trên tờ giấy của mình. Và sau khi mình đã vừa cắt xong, mình đã vừa phác họa xong thì bây giờ mình sẽ sử dụng kéo và cắt theo đường chì mà mình đã phác họa lên như thế này.
Sau khi mình cắt xong thì mình sẽ mở bông hoa của mình ra. Chúng ta sẽ tạo ra được một bông hoa 6 cánh với những cánh hoa đều nhau. Sau khi mà những cánh hoa của mình đã được đều nhau rồi thì ở đây mình sẽ sử dụng những bông hoa với hai gam màu, đó là gam màu hồng và gam màu đỏ để đan xen với nhau. Sau đó thì sau khi mà những cánh hoa đã được mình cắt xong thì mình sẽ sử dụng một cái chiếc ống hút như thế này để chúng ta có thể làm cong những cánh hoa của mình cụp vào phía bên trong như thế này. Tương tự thì đây sẽ là phần bông hoa màu đỏ thứ hai đang được mình tiến hành làm cong và cụp vào phía bên trong. Đối với bông hoa này thì mình sẽ sử dụng thêm một chiếc que chuyên dụng để chúng ta có thể làm cong cánh hoa của mình. Và mỗi màu thì mình sẽ làm cong một cái bông hoa như thế này. Cứ tương tự như vậy thì mình cũng đã vừa hoàn thiện, mình cũng đang tiến hành làm cong tất cả những cái cánh hoa rồi. Thì sau khi những bông hoa có gam màu đỏ đã được mình tiến hành làm cong xong thì với bông hoa màu hồng chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái chiếc ống hút như thế này và làm cong hai cánh hoa. Sau khi làm cong thì mình sẽ tiến hành dùng chiếc que chuyên dụng của mình để làm cong ở hai bên. Và đây sẽ là chiếc que chuyên dụng của mình. Mình sẽ tiến hành làm cong hai bông hoa như thế này. Sau khi mà mình đã vừa làm cong được 3 cánh rồi thì đây sẽ là những cánh hoa cuối cùng đang được mình tiến hành dùng chiếc que chuyên dụng để làm cong. Và như vậy là những chiếc que chuyên dụng đã làm cong xong những cái bông hoa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ghép những cái bông hoa này để tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh. Ở đây thì mình sẽ sử dụng màu hồng để làm phần nhụy ở phía bên trong. Mình sẽ sử dụng hai gam màu, màu đỏ và màu hồng để tạo được cái phần nhụy trước. Sau khi tạo được phần nhụy xong thì mình sẽ sử dụng hai bông hoa mà mình đã làm cong tất cả những cánh hoa để bọc ở phía bên ngoài. Đầu tiên hai cánh đã được mình cụp lại với nhau rồi. Thì tương tự đây sẽ là những cái lớp keo kế tiếp. Sau khi mình sẽ cho keo ở hai bên và sẽ làm cong những cánh hoa của mình vòng ra phía xung quanh như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 3 loại hoa để trang trí lên bên trên phần khung hình của mình. Như vậy là mình đã làm cong được, mình cũng đã vừa gắn cụp được 6 cánh hoa lên phía bên trên bông hoa màu hồng của mình. Sau khi 6 cánh hoa đã được mình cụp rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho một lớp keo xuống phần dưới đế và sẽ cho một cái gắn cố định bông hoa màu đỏ của mình lên. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho keo ở một nửa cánh hoa như thế này và gắn cố định bông hoa của mình lại. Đây sẽ là bông hoa màu đỏ sẽ được mình sử dụng để tạo một cái phần viền ở phía bên ngoài. Tương tự đây sẽ là những cái cánh hoa thứ ba. Ở đây thì mình chỉ cho keo ở nửa cánh hoa này. Sau khi mình đã cho keo nửa cánh hoa thì mình sẽ lần lượt đan xen những cánh hoa của mình lên như thế này. Đây sẽ là cánh hoa cuối cùng sẽ được mình cho keo và đan xen vào phía bên trong bông hoa. Và như vậy là mình đã vừa đan xen xong được 6 cánh hoa. Tiếp tục mình sẽ sử dụng chiếc que chuyên dụng của mình. Sau khi mình sử dụng chiếc que chuyên dụng này thì mình để làm cong những cánh hoa mà mình đã vừa gắn xa phía bên ngoài như thế này. Tương tự đây mình sẽ làm cong 6 cánh hoa để cho 6 cánh hoa của mình cụp dần ra phía bên ngoài. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được phần nhụy có hai gam màu, đó là gam màu đỏ và gam màu hồng của mình đã được mình hoàn thiện xong. Sau khi mình đã vừa gắn xong được bông hoa màu đỏ thì tiếp theo mình sẽ đặt bông hoa có gam màu hồng của mình lên phía bên trên và mình sẽ cho keo ở phần dưới đế. Sau đó thì mình sẽ gắn cụp những bông hoa của mình cụp vào phía bên trong như thế này.
Như vậy là mình đã vừa gắn cụp được 6 cánh hoa rồi. Thì đây sẽ là cánh hoa cuối cùng sẽ được mình cho keo và gắn so le những cánh hoa của mình với bông hoa màu hồng. Như vậy là một bông hoa đã được mình hoàn thiện xong. Mình đã đan xen hai gam màu, đó là gam màu hồng và gam màu đỏ, để có thể tạo thành được một bông hoa như thế này. Sau khi bông hoa thứ nhất đã được mình hoàn thiện thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bông hoa thứ hai, và mình cũng sẽ kết hợp hai gam màu, đó là gam màu hồng và gam màu đỏ như thế này. Và ở đây thì mình cần phải chuẩn bị một tờ giấy có gam màu đỏ với kích thước lớn hơn, đó là 6 x 6 cm, và bông hoa có gam màu hồng thì mình sẽ sử dụng kích thước là 5 x 5 cm như thế này. Ở đây thì mình sẽ gập chéo tờ giấy của mình lại, sau đó thì mình sẽ tiến hành gập đôi và lật ngược hai đầu của tờ giấy như thế này. Tiếp tục mình sẽ, sau khi lật ngược hai đầu của tờ giấy rồi thì mình sẽ tiếp tục lật ngược một đầu, và mình sẽ sử dụng kéo để cắt bỏ phần dư của tờ giấy đi. Sau khi mình đã cắt bỏ được phần dư của tờ giấy rồi thì đối với bông hoa này mình cũng sẽ có cách cắt tương tự, cũng có cách gấp tương tự giống như bông hoa có gam màu đỏ của mình. Sau khi đã cắt đi hai đầu như thế này thì bây giờ đối với tờ giấy có gam màu đỏ thì mình sẽ tiến hành sử dụng bút chì và phác họa cánh hoa của mình lên. Sau khi mình đã phác họa xong thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt theo cái đường chì mà mình đã phác họa lên phía bên trên, và mình sẽ mở tờ giấy của mình ra như thế này. Sau khi mà mình đã vừa mở được tờ giấy của mình ra rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng kéo và cắt đi một cánh hoa. Và bây giờ thì mình sẽ cho một cái lớp keo lên phía bên trên. Cánh hoa của mình, và mình sẽ gắn cố định cánh hoa 6-7 cánh này lại. Sau đó thì mình sẽ dùng một chiếc que chuyên dụng để vuốt cong cánh hoa của mình sang một bên. Và bây giờ thì sau khi mình đã vừa vuốt cong xong thì đối với tờ giấy có gam màu hồng, mình sẽ cắt đi đầu ở phía bên trên và mình sẽ mở tờ giấy của mình ra như thế này. Và sẽ tiếp tục cắt những cái đầu nhọn của tờ giấy. Sau khi mình đã cắt xong thì bây giờ mình sẽ sử dụng kéo và cắt những cái nhụy cho bông hoa của mình, những cái nhụy nhọn như thế này. Và bây giờ thì sau khi đã cắt được một nửa rồi thì mình sẽ tiếp tục lật ngược lại và mở tờ giấy của mình ra, sau đó thì sẽ tiếp tục cắt. Và mình sẽ dùng cái dùng tay và lấy đi những cái phần tờ giấy chưa được tách ra như thế này. Mình sẽ mở tờ giấy của mình ra. Chúng ta sẽ tạo ra được một cái bông hoa có gam màu hồng. Mình cũng sẽ cắt đi một phần của bông hoa màu hồng như thế này. Mình sẽ cho một lớp keo lên và gắn cố định phần bông hoa này lại, và cũng sẽ làm cong những cánh hoa nhọn của mình sang một bên. Bây giờ thì mình sẽ cho một lớp keo lên và sẽ gắn cố định bông hoa này lại. Như vậy là một bông hoa đã được mình hoàn thiện. Để tạo được cái phần nhụy thì mình sẽ sử dụng một hạt ngọc có gam màu tím và gắn vào chính giữa của phần bông hoa này. Và đây sẽ là hạt ngọc của mình nha các bạn. Mình sẽ cho một cái lớp keo lên phía bên trên của phần hạt ngọc và đặt vào chính giữa phần bông hoa của mình như thế này. Như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được một bông hoa. Ở đây để trang trí lên phía bên trên phần khung hình của mình, các bạn cần phải chuẩn bị đó là 5 bông hoa với kích thước và cách làm tương tự. Sau khi 5 bông hoa đã được chuẩn bị xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lá cây. Để tạo thành những chiếc lá thì ở đây mình cần phải chuẩn bị một tờ giấy với gam màu đen. Và tờ giấy của mình thì sẽ có kích thước là 5 x 8 cm như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ cho một cái lớp, mình sẽ gập đôi tờ giấy của mình lại. Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo để cắt bỏ phần dư, để cắt thành những cái chiếc lá. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ cắt thành những cái chiếc lá như thế này. Sau khi mình đã cắt xong được thành những cái chiếc lá rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng kéo và mình sẽ cắt những cái gai cho chiếc lá của mình.
cứ tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ cắt cho đến hết chiếc lá ở phía bên dưới như thế này. Sau khi mình đã cắt xong những chiếc lá ở phía bên dưới rồi thì mình sẽ đặt kéo ở phía bên trên của chiếc lá như thế này và tiếp tục sử dụng. Và cắt tiếp một cái lá của mình. Như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được một chiếc lá. Và sau khi đã hoàn thiện xong tất cả các bước thì ở đây mình có chuẩn bị thêm những sợi dây có gam màu xanh. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt đặt những cái chiếc lá của mình và những cái đồ mà mình đã hướng dẫn các bạn làm lên bên trên tấm bìa cắt tông. Đầu tiên sẽ là một cái bông hoa có gam màu xanh như thế này. Mình sẽ sử dụng keo sữa để gắn cố định bông hoa màu xanh này. Và đây sẽ là keo của mình. Mình sẽ cho những cái lớp keo lên phía bên trên của phần những cái lớp keo của mình lên bên trên tấm bìa cắt tông của mình như thế này. Sau khi mình đã cho keo lên rồi thì mình sẽ dùng tay, sau đó thì sẽ thoa đều lớp keo và sẽ gắn cố định lên phía bên trên. Và mình sẽ đặt bông hoa của mình, đặt làm sao để cho bông hoa của mình được vào chính giữa như thế này. Và mình sẽ miết để cho bông hoa của mình được gắn cố định lên phía bên trên tấm bìa cắt tông. Sau khi mà bông hoa đã được gắn cố định vào bên trên tấm bìa cắt tông rồi thì mình sẽ sử dụng những chiếc loa và gắn vào phía bên trong như thế này. Các bạn sẽ cho những cái lớp keo nến vào bên trên những chiếc loa và đặt vào trung, vào chính giữa của phần bông hoa có gam màu xanh cùng màu với những chiếc loa. Tương tự như vậy thì đây sẽ là chiếc loa thứ hai. Mình sẽ gắn để những chiếc loa của mình tạo thành một cái vòng tròn lên bên trên tấm bìa cắt tông của mình. Tương tự đây sẽ là bông hoa, chiếc loa kế tiếp sẽ được mình cho keo và gắn cố định lên bên trên. Cứ lần lượt như vậy thì mình sẽ tiến hành gắn hết những cái chiếc loa của mình để tạo thành một cái vòng tròn cho đồ trang trí của mình ngày hôm nay. Như vậy là mình cũng đã gắn được rất là nhiều những chiếc loa của mình lên phía bên trên bông hoa của mình rồi. Cứ lần lượt như vậy thì mình sẽ tạo ở chính giữa là một cái những phần nhọn của những chiếc loa để chúng ta có thể gắn được những bông hoa mà mình đã hướng dẫn các bạn làm ở phía bên trên như thế này. Và tương tự như vậy thì một nửa hình tròn đã được mình gắn cố định xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho những cái lớp keo của mình lên những chiếc loa kế tiếp và sẽ gắn cố định lên phía bên trên. Và một hình tròn từ những chiếc loa đang được mình tiến hành hoàn thiện và gắn cố định lên bên trên tấm bìa cắt tông. Mà mình sẽ tiếp tục gắn cho đến hết những cái chiếc loa còn lại của mình nhé. Ở đây thì mình chỉ còn hai chiếc loa là mình sẽ hoàn thiện xong được cái phần vòng tròn ở chính giữa của khung hình ngày hôm nay rồi. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được phần những chiếc loa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một bông hoa có gam màu đỏ của mình để đặt vào chính giữa chiếc loa này như thế này. Và mình sẽ cho một lớp keo lên bên trên chiếc loa bông hoa của mình và đặt vào chính giữa. Như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được bên trên tấm bìa cắt tông. Bây giờ thì mình sẽ lật ngược phần khung hình của mình lại và sẽ sử dụng những sợi dây mà mình đã cắt như thế này và gắn lên phía bên trên của tấm bìa cắt tông. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 5 sợi dây, các bạn cũng sẽ gắn để làm sao cho 5 sợi dây của mình được cố định vừa lên bên trên và khoảng cách của những sợi dây này là đều nhau. Như vậy là 3 sợi dây đã được mình cố định lên phía bên trên tờ giấy của mình. Đây sẽ là những sợi dây cuối cùng đang được mình hoàn thiện và tiến hành gắn lên phía bên trên. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được cái phần tua rồi thì mình sẽ lật ngược cái phần khung hình của mình lại và sẽ sử dụng kéo để cắt đi những cái phần tua ở phía bên dưới. Và các bạn cũng sẽ cắt làm sao để cho những cái phần tua của mình có những khoảng cách thật là đều nhau.
và cắt cái phần tua của mình cũng sẽ được dễ dàng hơn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được cái phần tua. Bây giờ thì mình sẽ cho những cái chiếc lá của mình lên và gắn cố định những cái chiếc lá của mình lên phía bên trên phần tua của mình như thế này. Tương tự, đây sẽ là chiếc lá thứ hai sẽ được mình hoàn thiện và cố định lên phía bên trên phần khung hình ngày hôm nay. Và ở đây 5 phần tua thì mình sẽ tương tự với 5 chiếc lá và các bạn sẽ cũng sẽ tương tự với 5 bông hoa và đặt làm sao cho những chiếc lá của mình được gắn đều và đẹp lên phía bên trên tầm tờ giấy của mình như thế này. Như vậy là một những chiếc lá đã được mình hoàn thiện. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gắn những bông hoa của mình lên phía bên trên tờ giấy này, lên bên trên của những chiếc lá để làm sao cho những chiếc lá của mình được gắn đều những bông hoa lên. Và gắn xong những cái chiếc lá, những bông hoa như thế này là tác phẩm treo tường của mình ngày hôm nay cũng đã được hoàn thiện. Mình đã kết hợp hai gam màu chủ đạo đó là gam màu hồng và gam màu đỏ để tạo thành những bông hoa, kết hợp với những tờ giấy có gam màu xanh da trời để chúng ta có thể tạo thành những chiếc loa và bông hoa to ở phía bên ngoài. Như vậy là tác phẩm treo tường đã được mình hoàn thiện xong rồi. Nếu các bạn cảm thấy tác phẩm của mình đẹp cũng như là ý tưởng video của mình hay thì hãy nhớ cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để mình có động lực ra những video mới hay hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau của mình.